Nếu mà mình không may thì mình sẽ bị chết thôi. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hey yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn trên đảo Oasis. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là cho mình một like, một share cũng như là một cái đăng ký, và đừng quên là kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình, và đừng quên là theo dõi mình trên Kube TV vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày. Mình sẽ livestream trực tiếp cho nó, và trừ thứ hai nha các bạn, là mình sẽ live thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, và thứ hai mình sẽ nghỉ, tiếp tục là tới thứ ba, thứ năm, sau bảy nhật đó. Chung là cứ như vậy, mình sẽ nghỉ thứ hai. Ngoài ra thì nếu như mà bạn nào là fan chính của mình thì đừng quên để lại cho mình là hashtag fan MK Gaming, hashtag MK Gaming cũng như là hashtag MK 1 triệu sub để ủng hộ cho channel của mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ let's go tập tiếp theo sinh tồn trên đảo Acid nha các bạn. Tại chúng ta đang ở trên hòn đảo Acid các bạn, và nó gọi là khá là bão bùng luôn các bạn, gọi là mưa gió tè le học me. Thì ở đây nó có một cái đúng rồi, mình chưa có thể nào xuống dưới địa ngục được các bạn ơi. Hay dạ, mình mới có được 1, 2, 3, 4 cục obsidian nè các bạn, chắc là chưa thể nào xuống dưới địa ngục được. Không biết là tầng ở bên dưới các bạn nó có cái đá để mình đào, hay là có quặng khoáng sản gì không ta. Mình đang khá là thắc mắc các bạn. No. The hell, sao ở dưới này có con skeleton. Skeleton ở đâu nha? Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ lấy hết mấy cái cát nè. Mình sẽ làm một cái gọi là một cái đường. Chúng ta sẽ đi xuống dưới đáy luôn để xem thử coi hả, ở dưới đáy nó có cái gì các bạn. Tại sao không, đúng không? Đúng rồi, mình rảnh mà. Không biết là mình có đủ cát để mà đi xuống không đây. Sợ nhiều khi hả không đủ cát xuống dưới rồi xong rồi khỏi xuống dưới đó luôn. Ok, đợi mình xíu nha các bạn. Ok, mình được 55 cục các bạn. Ok, mình được 55 cục nha các bạn. Đây. Thì bây giờ mình sẽ thả. Không biết là có được không. Ồ, được rồi. Mình sẽ thả xuống như thế này nha các bạn. Đấy, thì hả, nó sẽ tạo thành một cái đường. Ui con. No! Ở dưới này. Mình phải đập cái cục này mới được. Nhanh lên, hy sinh. Ok. Ok, cái gì bắn vậy? Vãi cả nồi, ủa? What the hell, mình mất giường luôn. Ủa? Sao kỳ vậy ta? Ủa kỳ vậy ta? Sao skeleton mà ở dưới đó được ta? Enjoy the map. Thiệt luôn á, không enjoy nổi luôn á. Ok, mình đập cái cây rồi. Tại vì cái cây á nó làm vướng các bạn. Ok. Tí nữa mình sẽ xuống mình nhặt lại mấy cái cát luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy gỗ nha các bạn. Lấy gỗ xong rồi mình sẽ làm cầu thang. Chúng ta sẽ đi xuống dưới đào thử. Chắc ở dưới mình nghĩ là dưới có đá, hoặc là sẽ có sắt, có vàng, có lava. Tại vì sao? Tại vì ở đây là một cái hòn đảo mà. Nhưng mà mình nó hở đào xuống dưới cát là chắc chắn sẽ có đá, các kiểu, các thứ khoáng sản, các kiểu luôn. Tại vì mình nghĩ đây nó không có giới hạn, kiểu như không có giới hạn world các bạn, hiểu không? Là mình có thể đi xuống dưới luôn ấy. Chẳng qua là mình đi xuống dưới á, nếu mà mình không may thì mình sẽ bị chết thôi. Chứ còn mà tại sao mấy cái con cá nó có thể sống được nhờ? Ngoài ra thì đồ ăn mình đâu có thiếu đâu các bạn, mình có thể dùng súp nấm nè. Ok, và hiện tại là mình vẫn đang chặt hết nè, đó, lấy hết rồi đó. Xong rồi bây giờ chúng ta trồng lại thôi. Đấy. Ok, để coi bây giờ mình sẽ làm mấy cái hết luôn ha. Thang hả? Không biết là 27 cái đủ chưa? Thử đi. Tại vì á, khi mình chặn nước ở đây nè. Quên mất các bạn ơi, phiên bản 1 chấm này nó có thể gọi là cái mấy cái đồ ấy nó nằm trong nước luôn các bạn, nó không có làm cái nước nó ấy ra nữa. Chết rồi, giờ sao ta? Chẳng lẽ mình phải tự ốp bình thường thôi ta, phải hy sinh mạng sống của mình để mình để heo kinh khủng vậy. No. Trời ơi, vậy là mình phải hy sinh mạng sống của mình để mình ốp lại các bạn ơi.
úp hai bên lại, sau đó rồi mới kinh khủng quá, thế giới này thật kinh khủng. Ok, bây giờ mình sẽ phải tự ốp thôi, nhưng mà trước khi ốp thì chúng ta cứ làm những cái việc ở trên này cái đã, như là trồng lúa các kiểu rồi qua bên kia lấy miếng súp nấm luôn các bạn ơi. Biết gì hồi nãy mình giữ lại cái phần ấy các bạn, cái mình giữ lại cái phần cát ấy để mình ốp xung quanh, rồi sau đó tí nữa mình nè, bây giờ mình sẽ nhảy xuống nè. Biết gì này mới giữ lại phần cát mình đã ốp xung quanh rồi, bây giờ mình chỉ việc xuống thôi. Đấy, đi xuống giờ phải ốp cái block lên rồi, thấy không? Biết chị nãy giữ lại cái phần cát cho nó khỏe các bạn. Tại vì giữ lại cái phần cát thì mình sẽ thả xuống thôi. Đó, chết vài lần là mình đủ à. Gọi là chịu đấm ăn xôi ấy. Đấy, đấy, gần đủ rồi các bạn ơi. Đấy, rồi. Đó, chuẩn bị chúng ta đi xuống lấy khoáng sản và tài nguyên nào. Yes, ok 27. Ok, không biết là có đủ không ta. Ok, bây giờ mình chỉ cần thiếu ba cái gọi là gì ta, ba cái thang nữa là mình đã đủ. Ok, và mình cũng đào được thêm xíu đá nè các bạn. Chúng ta sẽ chuyển qua thời đại sử dụng đồ đá nha các bạn, chứ không còn sử dụng không có còn sử dụng đồ gỗ nữa các bạn ơi. Nói chứ mình cũng sẽ cần phải gọi là giữ lại đồ gỗ một xíu các bạn ơi. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ đi xuống dưới đào nha các bạn. Đào xong rồi mình sẽ cố gắng kiếm được sắt, than các kiểu luôn. Đây, mình sẽ đi xuống cho các bạn xem. Mình đã đào xuống tầng 11 luôn rồi. Đâu, để coi nè, đi xuống nè. Tại vì dưới này á mình không có kiểu như là ba không đủ ba cái than, cho nên mình phải để ba block. Chứ mà bây giờ mình đã đủ ba than nè. Đó, thấy chưa? Ok. Đấy, dưới này là tầng 11 luôn các bạn. Đây, cho các bạn xem, 18, 19 11, trời ơi. Bây giờ tha hồ đào, nhiều khi mình đào thẳng đường này nó có kim cương luôn các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta đi kiếm tài nguyên khoáng sản nào để mở rộng cái đảo này ra. Và nếu như bạn nào mà có cái thử thách gì hay á, muốn mình thực hiện trên hòn đảo này thì cứ để lại dưới phần comment nha. Mình sẽ gọi là thực hiện thử thách của các bạn nha các bạn. Ui, đá đỏ, chết rồi, mình đâu có... Xui nha, xui các bạn, mới vô mà kiểu cầm cúp đá mà gặp đá đỏ là xui chứ không phải hên đâu. Tại vì cúp đá là không đào được đá đỏ nha. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng kiếm coi thử có cái gì hay ho, kiểu như là than thủng hay là sắt sủng các thứ các kiểu không, để chúng ta wow. What the hell, cái gì dưới này thế? Từ, để mình lấy sắt cái đã. Cái gì vậy ta? What the hell? Ở dưới có gì các bạn ơi? Không thể tìm được, từ, tụ sắt vàng nè. Gì vậy ta? Không thể tìm được. Bí ẩn các bạn. Từ, để mình đào xuống nha. 1, 2, 3. Để đi xuống cho nó an toàn các bạn ơi. Ý, có rương. Ồ, giống kiểu một cái monument. Ồ, ở dưới. What the hell, dưới nó toàn nhện không các bạn ơi. Như vậy là mình sẽ phải sinh tồn, cũng như là mình sẽ phải vượt qua những cái monument ở trong này. Ok, thôi đi ngược lại lần này, mình đã có sắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm thêm xíu than nữa các bạn ơi. Tại sao không, đúng không? Kiếm thêm xíu nữa để lên làm đuốc cắm, rồi cũng như là nấu sắt các thứ các kiểu chứ. Giờ tự nhiên có sắt không có than sao được. À, thì ra là cái map này chúng ta sẽ phải đi xuống dưới để kiếm tí được mình sẽ đánh con nhện độc nè các bạn. Nghĩ đi, mấy nhện độc mà mình chú ghét. Nếu các bạn nào mà xem kênh mình nhiều, các bạn biết là mình cực kỳ ghét con nhện độc luôn. Tại vì nói chung là hả, mình cực kỳ ghét mấy con nhện độc, tại vì mình không thích nó thôi chứ không có gì á. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình kiếm thêm được một xíu than nhá. Tự nhiên đang nào mình phát hiện chỗ này có khá là nhiều đất các bạn, mình sẽ mang cái đống đất này về để cái gì cái sau này chúng ta còn làm ruộng các thứ các kiểu ngu dưỡng lấy, đúng không? Trời ơi, lấy hết chứ. Đất là coi như là hơi bị hiếm luôn á, hơi bị thiếu luôn các bạn. Ok, và nãy giờ mình vẫn chưa kiếm được than các bạn ơi. Còn nhiều quá, đấy là mình sẽ đó, sắt thì nhiều nhưng mà than là lại không thấy ở đâu hết á. Đấy là mình sẽ làm cái sẻn mình xuống mình đào cho nó nhanh. Đào tay nó lâu quá các bạn ơi, nhưng mà mình vẫn đang kiếm than, tại vì có sắt mà không có than lấy gì mà nấu làm than củi thì nó sẽ khá là tốn các bạn, tại vì đợi mọc mấy cái than lâu lắm. Cho nên chúng ta cố gắng kiếm được than nha, mình đang đi ngược lại đây. Wow, ánh nắng đã chan hòa rồi các bạn ơi. Wow, cá nhiều thế nhờ. Ok,
và mình đã lên rồi và mình đập hết bể hết mấy cái cúp rồi vẫn không có các bạn. Thôi quyết định là mình sẽ sử dụng cái lò nấu đi, mình sẽ nấu nhẹ 8 cục đi, nấu nhẹ 8 cục rồi ok, nấu nhẹ 8 cục lên nha các bạn, để lấy 8 cục than. Ngoài ra thì mình sẽ cần phải mình có sắt rồi, bây giờ mình sẽ đợi đúng không, tại sao không đấy, đợi. Ngoài ra thì mình có thêm đống đất nữa nè, tại sao không. Wow, các bạn nào mà gọi là thích mình đó hả, tiếp tục sinh tồn cái map này thì đừng quên để lại cho mình 1500 like nha. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đợi nấu than xong nè, mình sẽ làm thêm một cái lò nữa. Mình giờ là đá là gọi là không có gì ngoài ngoài đá mà đó, mình sẽ nấu thêm một kiểu như là nấu thêm một cái này nữa đó, để bỏ sắt vô đó, xoài nấu sắt lên nha. Ngoài ra thì chắc là phải sắp xếp lại cái hòn đảo này cho nó đẹp nữa đấy, bỏ hết cái đống này đi, thay hết bằng đường đá các bạn. Rồi cá không tin được, cá làm sao có thể sống được ở trong cái biển acid này các bạn, vô lý, thế giới này toàn điều vô lý các bạn. U thấy không, mình đi ngang qua thôi là nó để gọi là ngắt máu mình rồi. Vậy mà mấy con cá nó có thể bơi được trong cái biển này, thiệt luôn á. Đúng rồi, phân biệt đối xử, người thì không được xuống nước, cá thì lại bơi dưới nước, vô lý. Ok, bây giờ sẽ đợi nấu xong cái đống sắt này nha các bạn, làm thêm vài cái cúp nữa, đi xuống kiếm một ít gọi là kim cương sắt than các kiểu nha. Cuối cùng, ủa chưa xong luôn, nãy giờ mình đứng này đợi. U bạn thấy không, Iron Age, tức là gọi là thời kỳ đồ sắt các bạn. Ok, thời kỳ sắt á. Ok ok, hai cả luôn. Rồi mình sẽ làm thêm một cái kiếm nữa để bảo kê, thấy không, tại vì mình không muốn làm giáp lắm các bạn ơi, tại vì giáp thì cũng thường, tại vì mình cũng đâu có đánh nhau với ai đâu mà làm giáp làm chi, đúng không. Mình làm cái kiếm đi cho nó an toàn, bảo vệ mình. Này đấy, phải nhìn vô đây thì mới được, khó chịu thiệt chứ. Ok, sắt lấy ra, cất hết mấy cái đồ lặt vặt nha các bạn. Đó, những cái đồ này nè, cất hết vô. Bây giờ mình sẽ cất hết vô này, xong lấy ra lại. Ủa yeah, đó, cất hết vô, xong mà lấy ra lại một lần nữa. Đó, lấy cái này nè, để làm gì? Để qua lấy đồ ăn các bạn. Chứ tự nhiên không có đồ ăn thì sao mình có thể sinh tồn trên cái hòn đảo được, đúng không? Đó, còn cái này nữa, cái này thì chúng ta sẽ làm 16 cây đuốc cắm vô đây, tại vì mình cũng không cần ấy luôn các bạn, mình không cần kiểu như là cắm đuốc luôn, mình chỉ cắm ở trên đảo mình thôi, cũng như là mình sẽ cầm ở trên tay để cho nó sáng thôi, chứ mình không có xuống dưới, mình không cần cắm dưới, tại vì ở dưới chắc chắn là thế này là cũng xuất hiện quái rồi, cho nên khỏi cắm đi. Ok, làm thêm một ít chén nữa coi, chén to cái thứ 8 chén thôi. Rồi đi qua lấy cái bò nấm coi, trời ơi mấy con bò nấm này. Thôi bạc. Như vậy là chúng ta đã có 8 chén súp nấm rồi các bạn, khỏi cần phải làm đồ ăn luôn đó. Tập sau chắc có thể là mình sẽ bắt đầu làm mở rộng ruộng đất các thứ các kiểu. À ngoài ra chúng ta sẽ cần phải làm thêm một cái gì, cái đố các bạn biết luôn á, các bạn coi tới đây các bạn biết, các bạn đoán thử xem, đó chính là cái xẻng các bạn ơi. Đó, để mình xuống mình còn đào đất ở phía dưới nữa chứ. Ok, đi xuống coi. Ủa nó tối. Nó tối kinh khủng luôn các bạn, tại vì dưới này mình đâu có cắm đuốc hay gì đâu, cái này cắm không được nha, phải xuống dưới đây cắm một cây dưới thôi, cắm một cây duy nhất thôi, còn lại mình sẽ cầm trên tay, tại vì cái bản này là bản 1.13.2, nó có Optify các bạn, cho nên mình có thể gọi là cầm trên tay là nó đủ sáng rồi. Ở dưới này, ở bên kia thì nó đang là một cái môn của mình, bên trái mình á, cho nên mình sẽ không qua nó đâu, mình sẽ đi chỗ khác các bạn, mình sẽ đi kiếm than, kiếm sắt. Oh my god, ở đây có gì ta, thêm nồi ạ, gì vậy chơi. Ừ, sắt. Ừ, what the hell ok ok, đây là coi cái gì nữa ta, đừng nói monument nữa nha, theo đi thẳng xuống còn monument không nha. À ôi ôi, vậy là à, chắc là cái hầm các bạn, chắc là cái hầm, mình nghĩ nó chỉ là cái hầm thôi, chắc không sao đâu. Đấy, ok, kệ đi, mình sẽ không đi thẳng nữa, không được thì thôi. Trời ơi, đây sắc quá trời luôn nè. Ủa, cần gì đi thẳng đúng không? Đấy, ok, không. Thôi, không đi thẳng nữa. Mình sẽ đi hướng này. Đi hướng này qua, trời, sợ gì. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi là đi kiếm tài nguyên khoáng sản cho tập sau. Thì nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series sinh tồn ở trên đảo Acid nữa, thì đừng quên là xin một like, một share và nhớ theo dõi mình trên Kube TV vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày trừ thứ hai nhé. Mình sẽ livestream trực tiếp ở trên kênh Kube TV, livestream Minecraft sinh tồn, Minecraft Modpack, Minecraft
tất cả các loại Minecraft mà các bạn yêu thích luôn. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp nhé. Bye bye.